Xin chào mọi người. Hôm nay mình cũng tiếp tục nấu món chè đậu xanh nhưng và có một số nguyên liệu khác và tên nó cũng là khác. Người Tàu họ gọi là lục tàu xá vì nó nấu có trần bì là vỏ quýt khô. Mình nấu với bột bán và mình sẽ bỏ thêm nước cốt dừa cho nó thơm đủ mùi vị. Mình cũng bắt đầu bằng cách ngâm đậu xanh từ 4 tới 6 tiếng đồng hồ, hoặc là bạn để luôn qua đêm cũng được. Rồi mình xài cái Instant Pot này, mình nấu là high pressure cho cái steam khoảng 0 phút thôi, không cần, sẽ chỉ cần đó, nó nóng lên rồi mình để 15 phút mình naturally mình lấy nó ra là nó đậu nó chín tới luôn, nhưng mà nó không có bị nát. Đây là cái clip, cái khoảng nhỏ này mình dùng chung với lại cái video trước, bởi vì mình nấu đậu chung rồi mình chia đôi ra. Bạn thấy đó, hấp 0 phút high pressure, nó hột đậu nó còn nguyên mà nó đã chín chín tới hết luôn. Mình tính ra thì mình xài 100g đậu xanh và mình sẽ xài 50g bột bán. Mình xài cái hiệu bột bán tapioca burro này của Thái Lan. Mình cũng xài là 70g đường. Muối thì mình xài muối có iốt, nó mặn hơn. Nước dừa mình sẽ làm ít thôi, nhưng mà cái lon nước dừa là cái hiệu của Thái đó. Vỏ quýt khô. Rồi mình đem mình ngâm nước. Xài nước là 500ml nước. 500ml nước để nấu chè. Còn cái nước mà nấu đậu xanh hay là nấu đậu xanh thì mình hấp ngâm đâu cần biết nước. Còn một bán mình cũng ngâm nước ra rồi mình để ráo lại thôi. Bây giờ thì mình bắt đầu, cái đầu tiên đó là mình đổ nước với đường vô, rồi mình để sauté, mình nấu cho nó sôi lên. Và mình sôi lên thì mình khuấy cho nó tan đường, nếu mà còn sót nào cũng chưa tan á. Bên cạnh đó, trong khi chờ đợi cái nồi nó sôi thì mình sắc sợi cái vỏ quýt này ra. Cái mùi vỏ quýt này nó hợp lắm, ăn với cái chè này rất là ngon. Mình gọi là vỏ quýt khô, còn người Lào họ gọi là trần bì. Cái bột bán của mình á là mình ngâm thôi, mình không có luộc trước, bởi vì cái đây á là cái loại bột bán hột nhỏ mà mình chỉ ngâm chưa đầy 15 phút mà nó đã muốn bở ra rồi. Thành ra mình chỉ không có luộc, mình chỉ lóng nước lại. Rồi mình mà bỏ thẳng vô nồi mình nấu luôn. Nấu thẳng như vậy nó cũng không có chua bột, cũng không có gì hết. Ví dụ như nào mình nấu súp cua, súp gì á mà một cái loại hột bột bán nhỏ này mình cũng bỏ thẳng vô chứ mình không có luộc trước. Thường thì người ta bỏ thẳng từ nước lạnh chứ không ai bỏ từ nước đường, nhưng mà tại vì về số lượng ít á, mình nghĩ mình thử nó trước, trong nước đường nó vẫn chín trắng được thì mình bỏ nó vô. Mình thí nghiệm rồi mình mới dám ra công thức. Bỏ thẳng vô nó vẫn chín với đường. Cũng khoái khoái nó, sợ tại vì nó có bột á, nó dễ bị xích dưới đáy nồi. Mình cũng cứ khuấy khuấy từ từ vậy cho đến khi mà nó sôi lên. Sau mình để một tí xíu rồi mình bắt đầu mình bỏ đậu vô. Món này cũng giống như món chè hoa cau vậy, nó cũng dễ dàng nhanh chóng. Cái thời gian của cái món này mình thâu với cái tốc độ bằng y chang là mình làm bên ngoài, thành ra
các bạn muốn có món chè nhanh đó thì nấu những cái món này rất là nhanh mà cái phải ngon nữa. Bây giờ là coi như là nó đã sền sệt lại rồi đó. Nấu đến khi mình dòm cái hộp bột bán của mình nó trong á. Mình cho tí xíu muối. Muối này mặn cho nên mình cho chút xíu thôi. Mình nấu thường thường cũng ít đường á, 100 gram đậu xanh, 500 ml nước, mà mình cho có 70 gram đường mà mình thấy ăn vậy là quá ngọt đối với mình rồi. Còn các bạn mà muốn thêm muốn bớt là tùy. Cái này mình chỉ nấu theo cái cách mình ăn, còn cái liều lượng những cái này không ảnh hưởng gì đến công thức, các bạn có thể thêm bớt. Nếu mà thích đậu xanh nhiều thì bỏ nhiều thêm, còn mình thấy chừng đậu xanh như vậy với bột bán vậy là nó vừa với mình. Cái bột bột bán này với lại bột khoai hay là bột năng nó nấu nó khác nhau lắm. Ví dụ như là cái bột bán này á, bạn nấu mà chín rồi á thì nó sẽ khô cái lớp mặt đậu xanh á, mình không có đánh ra ngày tự nó nát ra, mình nấu có tự nó nát ra, cái nó khô cái lớp mặt nó đóng váng. Còn trong khi mà cái nấu bằng bột bán hay là nồi nấu bằng bột khoai, bây giờ là mình đang bỏ cái trần mì vô nấu với bột năng hay là bột khoai, tinh bột khoai á, thì khi nó nguội á thì nó không còn cái bong bóng sủi lên, nhưng mà khi nóng á cái hơi nóng ở dưới nó bốc lên, nó không có đóng váng, nó không đóng ấn mặt mà nó lên thì nổi ra cái bong bóng nhiều, nó khác nhau cái chi tiết vậy á. Cho nên nếu các bạn nấu mà thấy nổi bong bóng mà trong cái bột năng hay là bột tinh bột khoai thì cũng không có cái gì mà đáng lo ngại, là mình nấu sai, mình làm gì sai. Mình thử mình để mình coi thử là cái bột bột bán nó có trắng có trong hết chưa, tại vì bột bán mình dễ nấu lạng quạng, mình nấu tại vì mình không có luộc trước á, mình có thể là ở giữa nó còn cái chấm trắng á. Thành ra mình coi cho kỹ. Có hai loại bột bán nha, có bột bán hột to hơn mà mình nấu ra vẫn còn nguyên hột. Cái này ra thì nó hột nó cũng còn nhưng mà ít ít thôi, nó không còn ví dụ 100% như cái loại bột bán mà hột nào cũng ra hột nấy. Bây giờ thì mình chỉ bỏ vô khoảng 2 muỗng canh cái nước cốt dừa thôi. 2 muỗng này cũng như là nửa nửa muỗng canh, tức là 2 muỗng là 1 muỗng canh đó. Tại vì nấu này á, là ra cỡ 3 chén chè, nhà 3 người thì nấu vậy, nếu nhà 4 người thì tăng lên. Mình thấy lỏng lỏng vậy đó, đến khi nó nguội nó đặc lại luôn á, thành ra mình nói trước đừng có thấy mà nó lỏng cái nấu xong mà lỏng dữ. Tại vì mình thấy nó sôi quá mình giảm, mình đổi qua slow slow cook. Cái đó là từ từ sauté chuyển qua slow cook là bạn coi cái tình hình á, ví dụ nếu nó sôi quá mình kiểm tra không kịp á, mình làm gì ấy thì hay là mình muốn nó riu riu thì mình bớt qua slow cook, rồi coi như mình để mình nấu xong rồi cái là mình múc ra lẹ không, nó đơn giản mà lẹ. Mình ăn quýt chứ cái mình đem mình bỏ mình trong cái đồ treo nó tự nó khô, cái đến khi nấu chè nấu phở nấu bò kho là mình bỏ mấy cái mùi này vô, bỏ quýt vỏ cam.
độ bạn không thấy. Nó lỏng vậy chứ lát là nó, mình múc à, cũng phải lát mình để qua đêm thì nó đứng nó đặc lại. Cái chè này theo cá nhân của mình á thì mình thấy nó ngon hơn cái chè đậu xanh à, nấu hoa cau á, bởi vì cái mùi cái bột bán của nó một phần hả, mình ăn lợn cận dai dai một chút, rồi cái mùi vỏ quýt á, cái hương của nó, cái hương vị của nó thơm lắm, nó nhẹ nhàng là mình thích ăn cái món này lắm. Nó chẳng cầu kỳ, nó đơn giản vậy mà nó mà cũng nguy hiểm. Thích ăn quá rồi ăn nhiều vô cũng mưa. Rồi bây giờ mình thử, bạn thấy không, nó đặc lại rồi đó. Hồi nãy mình thấy nó lỏng, mình nó đóng ván, bạn thấy hai cái chén còn lại nó đóng cái ván trên mặt luôn á, trong khi mình nấu chè mà hoa cau á hay là chè đổ ván nó đâu có đóng ván đâu, tại vì nhiều cái bột năng nó không có. Cái bột khoai cũng vậy, nó nóng cái ở dưới nó sủi bọt lên là làm vỡ cái mặt ở trên, nó không có đóng ván như cái bột bán này. Coi như là mình muốn chia sẻ với các bạn cái video làm nấu chè lục đào xá, hay là mình nói tên thuần Việt của mình là chè đậu xanh bột bán. Tới đây là hết. Xin chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.